Ôi, đừng dùng premium, dùng YouTube fan gì, dùng miễn phí đi, tội gì phải bỏ tiền. Quá vui anh em ạ, cuối cùng thì Việt Nam chúng ta cũng đã được trải nghiệm YouTube Premium. Kể từ ngày 12 tháng 4 thì cái thông tin này mình nghĩ là anh em đã xem rất là nhiều ở trên YouTube cũng như là anh em xem ở trên những cái trang mạng xã hội như là Facebook rồi. Nhưng mà cái mình đang nói thì nó không phải là về cái YouTube Premium này, mà cái mình đang nói là có một cái số bộ phận kiểu người xem Việt Nam có cái tư tưởng nó khá là buồn cười. Vậy tư tưởng đấy nó buồn cười thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau intro. Trước khi bắt đầu vào video chính thì mình vẫn muốn update lại cho anh em một tí thôi. Đấy là anh em nào muốn mua bản quyền thì anh em sẽ vào youtube.com/premium ở đây. Anh em có thể xem là ở trên web ấy, thì giá nó rất là rẻ, nó là 79.000 một tháng, chưa bao gồm VAT nha anh em, chưa bao gồm phí. Nhưng mà cái điều đáng buồn cười ấy là hôm qua mình check ở con iPhone thì ở anh em mua ở iOS ấy, nó sẽ thu phí là 105.000 chưa bao gồm VAT. Điều này là cái sự khác nhau bởi cái cổng thanh toán, khi mà Apple thì họ phải thu phí dịch vụ chia lại cho App Store, vì vậy là giá của nó sẽ chênh một tí. Và đối với mình ấy thì tội gì đâu, anh em cứ mua thôi, anh em mua ở trên web này, nó rẻ hơn mà nó vẫn là chính chủ. Hoặc là anh em có thể mua ở những cái chiếc máy Android thì nó cũng chỉ là 79.000 mà thôi. Và cái điều này thì nó chỉ xảy ra duy nhất một lần. Có nghĩa là từ đầu tiên ấy, anh em đã mua ở trên web giá 79.000 thì từ lần sau nó sẽ tự động trừ vào tài khoản ngân hàng của các bạn, cũng chỉ là 79.000 mà thôi. Anh em mua ở trên iPhone làm gì, nó vừa đắt hơn 30.000 mà kết quả nó vẫn thế mà. Hôm nay thì mình xem là iPhone cũng giảm giá một chút rồi. Hôm nay là iPhone nó chỉ còn có 85.000 mà thôi, có nghĩa là nó chênh khoảng 6.000 so với anh em mua ở trên web hoặc là mua ở trên những mẫu máy Android. Đấy, đối với mình thì 6.000 nó cũng chả phải vấn đề gì to lớn lắm, 79.000 hay là 85.000 thì nó cũng gần như là giống nhau cả thôi, không có vấn đề gì cả. Còn anh em nào mà hôm qua mà thấy iOS nó bị đắt 109.000 ấy thì anh em có thể là mua ở trên những cái nền tảng web như thế này thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Và khi mua YouTube Premium thì anh em sẽ nhận được những cái gì? Cái dịch vụ này ở nước ngoài thì nó có khá là lâu rồi, nhưng ở Việt Nam thì hôm qua chúng ta mới có. Thì anh em có thể xem, đầu tiên ấy là anh em skip quảng cáo. Đây là cái đáng kể nhất, bởi vì anh em sẽ không bao giờ phải xem những quảng cáo xương khớp nhà tôi ba đời này nọ lọ chai nữa. Thứ hai là anh em có thể nghe nhạc trong nền, có nghĩa là khi mà anh em chạy bộ hay anh em tập gym ấy, anh em bật nhạc trên YouTube ra, anh em tắt máy đi thì vẫn có thể nghe được. Hoặc là anh em nghe podcast chẳng hạn, vẫn nghe được hoàn toàn là bình thường. Thứ ba là anh em có thể tải xuống video ở chất lượng cao, mà anh em đi một chuyến đi xa chẳng hạn, anh em muốn xem video thì có thể tải xuống ở chất lượng cao luôn. Và cái cuối cùng đấy là anh em có đi kèm cả gói YouTube Music. Đây là cái điều hay này, bởi vì mình thấy YouTube Music là một trong những cái platform có rất là nhiều những cái bản nhạc phổ biến, mà đã thế lại có những cái bản nhạc kiểu remix, remix ấy. Thì anh em có thêm YouTube Premium để anh em nghe cũng là một điều rất là tuyệt vời. Và cái gói dịch vụ này hồi trước ấy thì mình biết là đã có rất là nhiều anh em Việt Nam đã mua rồi, bởi vì anh em đổi VPN sang một cái đất nước khác, mà cái đất nước chủ yếu nhất mình thấy anh em hay đi du học ấy là anh em đi du học Ấn Độ, bởi vì cái tỷ giá của Ấn Độ thì nó khá là rẻ. Nếu như mình nhớ không nhầm thì nếu mà anh em mua gói family ở Ấn Độ, gói gia đình chia cho 5 người thì mỗi người chỉ có 12.000 một tháng thôi. Có nghĩa là nó chưa đến một gói bim bim luôn anh em. Anh em bỏ ra 12.000 một tháng mà sử dụng tất cả những cái chức năng của premium, rất là ngon. Mà thậm chí là hôm qua ở Việt Nam ấy, mình đã phát hiện là YouTube đã hỗ trợ thêm một tính năng nữa, đấy là phát ảnh PIP hay còn gọi là picture in picture. Anh em xem video mà anh em muốn thoát ra lướt Facebook ấy, thì cái video nó sẽ nổi ở đấy để anh em có thể xem hoàn toàn là bình thường. Rồi, những cái thông tin vừa kể trên thì mình nghĩ là anh em đã xem ở rất là nhiều những cái kênh YouTube khác nhau, nên là mình cũng chả phải nói lại quá kỹ càng và quá nhiều nữa cả. Những cái bạn nào mà muốn mua YouTube Premium thì bạn ấy đã mua từ trước rồi, và hôm nay Việt Nam chính thức được support thì anh em còn mua nhiều hơn. Nhưng mà cái mình đang nói là có một số bộ phận nhỏ người xem đang có cái tư tưởng nó lạ lắm các bạn ạ. Như là thế này. Thực sự là khi mà mình lượn qua vài group công nghệ, kiểu như là group của Vật Vật Studio ấy, có rất là nhiều anh em ở đấy sử dụng YouTube Vans là một cái trình YouTube mà bên thứ ba nó sẽ skip quảng cáo đi và nói nhỏ với nhau mà một cách thẳng thắn thì nó là trình YouTube lậu. Đấy, chúng ta nói như thế cho nó dễ hiểu. Thì đã có rất là nhiều anh em dùng YouTube Vans nhảy vào và nói cái đại ý kiểu tôi đang dùng miễn phí thì tội gì tôi phải bỏ ra 80.000 một tháng vậy. Có những bạn còn bảo chứ, nhà tôi nghèo lắm, không có tiền, 70.000 một tháng tôi không thể trả tiền cho cái dịch vụ này, vì vậy là tôi chỉ dùng miễn phí mà thôi. Và mình thấy thực sự là cái tư tưởng này nó cũng khá là buồn cười. Mình biết là cái ý kiến của mình thì nó không thể đại diện cho toàn bộ ý kiến của ngoài kia, và mình cũng chỉ là một nhà sáng tạo nội dung mà thôi. Nhưng anh em phải hiểu ấy là khi mà anh em xem một số kênh YouTube nó có cái quảng cáo, thì cái số tiền quảng cáo đấy chính là số tiền YouTube thu được từ các cái nhà mà muốn đặt quảng cáo ở trên video. Ví dụ đi, mình muốn đặt quảng cáo thì mình phải bỏ tiền, YouTube sẽ lấy tiền đấy để chia cho nền tảng của họ.
họ đã cho các bạn một cái nền tảng xem video miễn phí. Vì vậy là họ cần tiền nền tảng này, tiền nhân sự này, tiền duy trì trang web này, tiền băng thông, tiền cloud, tiền server, rất là nhiều loại tiền. Và hơn nữa, cái số tiền còn lại là họ chia lại cho các creator như chúng mình. Tất nhiên rồi, chúng mình làm nội dung thì cũng phải có cái mà bỏ mồm, chứ chúng mình đâu thể là hít không khí uống nước lã ở ngoài đường mà chúng mình có thể làm nội dung cho các bạn xem được đâu. Đấy là một điều mà không ai chúng ta có thể chối cãi được. Khi mà anh em mua premium ấy, thì premium nó vẫn sẽ trả tiền cho các cái nhà sáng tạo nội dung. Có nghĩa là anh em không xem quảng cáo, nhưng mà cái số tiền anh em bỏ ra để mua premium vẫn sẽ được chia lại dành cho chúng mình, và vẫn sẽ được chia lại dành cho YouTube để họ có thể duy trì cái nền tảng của họ. Và mình thấy đây là một điều gần như là dĩ nhiên mà chả có gì cả. Bởi vì mình cũng đang là một người mua Spotify và Netflix bản quyền. Thì Spotify thì mình mua bằng cái thẻ sinh viên của mình từ năm ngoái. Nó chỉ có 30 mấy nghìn mà thôi, mình thấy nó rất là rẻ. Và anh em nghĩ mà xem, 30 mấy nghìn nó sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng đến cái kế hoạch tài chính của chúng ta cả. Nó chỉ là 30 mấy nghìn, anh em mua một cốc cà phê bây giờ đã khoảng 40-50 nghìn rồi. Anh em là uống sang, uống Starbucks, uống Highland các thứ thì nó còn phải 60-70 nghìn cơ. Thành ra là mình thấy là kiểu nó rất là rẻ và không đáng để chúng ta bận tâm tới. Và cả YouTube Premium này cũng thế. Anh em là muốn rẻ hẳn thì anh em vẫn có thể đi du học Ấn Độ mà mua nó rẻ hơn. Hoặc là ở Việt Nam mình thấy là 79.000 chưa tính VAT. Và mình thấy là 79.000 này thì anh em hoàn toàn là lợi và thân của mình thôi. Anh em mua được cái sự hài lòng. Xem video thì không phải xem quảng cáo. Hơn nữa là anh em có thể xem picture in picture này, anh em có thể nghe nhạc trong nền, có YouTube Music luôn. Mình thấy là đây là một cái số tiền rất là nhỏ mà anh em có thể bỏ tiền vào và trải nghiệm được cái dịch vụ tốt. Thực ra là cái xu hướng mà kinh doanh dịch vụ phần mềm ấy, nó không phải là một cái gì đấy mới lạ cả. Bởi vì anh em có thể xem như là Google nhé. Ngoài YouTube ra họ còn bán cả Google Drive, họ còn bán cả Google Photo, họ còn bán cả những cái dịch vụ cho doanh nghiệp. Apple cũng thế, Apple bây giờ thì họ bán Apple TV, Apple Arcade, Apple Music. Rất là nhiều các cái dịch vụ, và thậm chí anh em sử dụng Apple Store ấy, thì khi mà anh em mua một ứng dụng thì anh em vẫn phải chia tiền một số nhỏ đấy dành cho Apple Store. Đó là một cái xu thế mà không thể nào tránh khỏi ở cái thế giới hiện đại nữa rồi. Khi mà các hãng bây giờ thì họ không tập trung bán phần cứng nữa, bán cho các bạn một con điện thoại thì cái số tiền phần cứng của họ nó sẽ không nhiều như đợt trước. Và bây giờ thì họ tập trung thêm về cái mảng phần mềm. Đấy là một cái lý do mà mình nghĩ là tất yếu thôi. Rõ ràng là chúng ta phải có một cái mindset chuẩn. Đấy là khi mà anh em muốn trải nghiệm một cái gì đấy tốt, anh em muốn trải nghiệm một cái gì đấy thật sự là chất lượng mà muốn người khác phải bỏ chất xám vào, thì tất nhiên rồi, mình phải bỏ tiền ra để có được cái chất xám của họ. Làm gì mà có ai có thể làm những cái công việc miễn phí được. Và mình thấy là những người mà vẫn đang bảo vệ cái ý kiến của mình về cái việc là dùng các cái trình YouTube miễn phí, dùng lậu các thứ, thì mình cũng không biết là phải nói như thế nào. Bởi vì là số tiền là ở trong túi của các bạn. Các bạn mua gì, các bạn sử dụng gì là quyền của các bạn. Và mình không đủ khả năng để có thể khiến các bạn là mua YouTube Premium. Mình cũng không đủ khả năng để bảo các bạn, ui, đừng dùng Premium, dùng YouTube Van gì, dùng miễn phí, tội gì phải bỏ tiền. Mình thì không có khả năng đấy. Nhưng mình chỉ đứng trên cương vị của một người dùng thôi, là mình cũng rất là hay trả tiền cho những cái dịch vụ bản quyền. Và mình thấy là nó xứng đáng, bởi vì đấy là công sức của người khác. Người khác làm ra nó với cái công sức và chất xám của họ tốn rất là nhiều công. Thì mình bỏ một cái số tiền rất là nhỏ, như là hiện tại thì mình dùng Spotify là 39.000. Đấy, mình dùng cả Netflix Share nữa, mình không nhớ là bao nhiêu tiền nữa. Và bây giờ mình đăng ký thêm cả YouTube Premium. Thì đại khái là cộng lại một tháng là mình mất khoảng 150. Mình thấy là nó cũng chả có gì đáng cả. Thậm chí là mình còn gần đây mình còn đang có ý định mua thêm iCloud để sử dụng cho nó thoải mái. Có vấn đề gì đâu. Khi mà mình cộng lại thì chắc cũng chỉ khoảng 250-300 nghìn là hết đất. Và mình thấy là cái số tiền đấy hoàn toàn nó không đáng gì để chúng ta có thể bận tâm tới cả. Bởi vì mình nhớ là mỗi buổi mà anh em đi cà phê, mỗi buổi anh em đi ăn nó đã mấy trăm nghìn rồi. Thì cái số tiền chúng ta bỏ ra dịch vụ để hưởng được những cái thứ xứng đáng, nó hoàn toàn nó không phải là một cái số tiền quá to tát để anh em có thể để ý tới. Và trên đây là tất cả những cái ý kiến của mình về việc là sử dụng YouTube miễn phí, YouTube Vans hay là anh em sử dụng YouTube Premium. Vậy không biết anh em thì sao? Anh em đang sử dụng cái phiên bản nào? Và ý kiến của anh em về cái sự việc này là như thế nào? Thì hãy cùng để lại một comment ở phía dưới nha. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của Bóc Tech. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.